Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đến Thuận Ngày Mới thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Đến Thuận. Chương trình Đến Thuận Ngày Mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Gương sáng quanh ta. Một điểm báo. Và điểm đến Đến Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận dự kiến có tổng diện tích là 439 km2, bao gồm 9 xã, trong đó có 7 xã thuộc huyện Thuận Nam gồm Nhị Hà, Phước Minh, Phước Ninh, Cà Ná, Phước Nam, Phước Dinh, Phước Diêm và 2 xã thuộc huyện Ninh Phước là An Hải và Phước Hải. Thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam nhằm tranh thủ tối đa các chính sách ưu đãi của nhà nước để tập trung thu hút đầu tư các dự án động lực có quy mô lớn về cảng và dịch vụ cảng, logistics, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp nặng quy mô lớn, các khu đô thị hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời sẽ tăng cường liên kết với các khu kinh tế ven biển miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước để khai thác các thế mạnh, thúc đẩy phát triển các vùng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu hiện đại đồng bộ để nâng cao mức sống người dân, bảo vệ bền vững môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích 407,28 ha, khu công nghiệp Du Long hiện là khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Ninh Thuận. Sau 14 năm đầu tư ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất đai, từ cuối năm 2021, dự án khu công nghiệp Du Long đã đổi chủ mới. Qua hơn một năm tiếp nhận, với nỗ lực và quyết tâm cao, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư theo cam kết, tạo diện mạo mới cho khu công nghiệp. Hiện nay, khu công nghiệp cũng đã đón những nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đến xây dựng nhà máy, ghi nhận sự chuyển mình tích cực của khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc của tỉnh. Hai khu nhà xưởng lớn thuộc dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của công ty Innoflow Ninh Thuận đang được gấp rút xây dựng trên diện tích 4,74 ha. Đây là nhà máy đầu tiên được xây dựng trong khu công nghiệp Du Long. Dự kiến sau khi hoàn thành vào sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhà máy sẽ sản xuất 6 triệu sản phẩm một năm, đồng thời giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động địa phương. Ngay trong thời gian thi công, chủ đầu tư đã xây dựng khu nhà xưởng sản xuất tạm thời với số công nhân hiện tại 350 người. Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Du Long như đường xá, quy hoạch, trạm xử lý nước thải về cơ bản đều đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Khu công nghiệp Du Long nằm ngay sát cạnh quốc lộ 1A, rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu nhập khẩu từ cảng về nhà máy và hàng hóa xuất khẩu từ nhà máy ra cảng. Tái khởi động từ đầu năm 2022, khu công nghiệp Du Long có quy mô 407,28 ha với hai phân kỳ đầu tư. Trong đó phân kỳ 1 có diện tích 310,05 ha, thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Phân kỳ 2 diện tích 97,23 ha, thực hiện từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Đến nay, chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hạ tầng, san gạt mặt bằng, hoàn chỉnh giao thông nội khu bao gồm 3 tuyến đường chính và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và thi công hoàn thiện một trong 4 trạm xử lý nước thải, 3.000 mét khối một ngày đêm, đủ điều kiện xúc tiến đầu tư trên diện tích 206 ha. Từ đầu tháng 11, chủ đầu tư cũng triển khai cho 7 nhà thầu bắt đầu tập kết phương tiện máy móc để tiến hành thi công những hạng mục còn lại trong phân kỳ 1, với quyết tâm hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 của dự án đúng thời gian cam kết. Chủ đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan của Trung ương và địa phương nhằm quảng bá, giới thiệu dự án cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đến nay, đã có 4 nhà đầu tư trong và ngoài nước ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ với khu công nghiệp Du Long, với kế hoạch đầu tư các dự án trong nửa đầu năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khu công nghiệp Du Long đã thực sự được đánh thức sau giấc ngủ dài, góp phần tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa, tổng doanh số cho vay đến cuối tháng 9 đạt hơn 1.200 tỷ đồng với 32.000 lượt khách hàng vay vốn. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là 11,58%,
trong đó tập trung nhiều nhất là nguồn vốn phục vụ cho giải quyết việc làm với hơn 269 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều lao động đã được tạo việc làm ngay tại gia đình, tăng thu nhập, góp phần giúp chính quyền địa phương nâng cao tiêu chí về thu nhập trong nông thôn mới. Với hơn 269 tỷ đồng được giải ngân trong 9 tháng năm 2022, nguồn vốn cơ bản đã đáp ứng kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 9.500 lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của chương trình còn hạn chế, trong khi nhu cầu vay vốn của các đối tượng thiếu việc làm, không có thu nhập trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân. Để giải quyết hạn chế này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị và được Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phân bổ trên 30 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Dự kiến đến cuối tháng 11, nguồn vốn này sẽ được giải ngân đến các hộ vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn, sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn hàng năm cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng chính xác. Thưa quý vị và các bạn, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm được xem là địa phương có diện tích trồng hoa cúc lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, do đô thị hóa nên vùng trồng hoa bị thu hẹp dần. Để duy trì nghề truyền thống, nông dân nơi đây đã sang xã An Hải, huyện Ninh Phước thuê đất trồng hoa. Cách làm này không những giúp người dân Mỹ Bình duy trì nghề trồng hoa mà còn giúp nông dân An Hải có thêm lựa chọn để phát triển cây trồng mới. Đây là năm thứ hai, ông Bùi Kỳ ở phường Mỹ Bình sang thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước thuê đất trồng hoa cúc. Vùng này chủ yếu là đất cát, nguồn nước ngầm không bị nhiễm mặn nên cây hoa cúc phát triển tốt như ở Mỹ Bình. Ngoài ra, đất thuê đã có sẵn giếng, hệ thống mương, đường điện nên không mất thêm chi phí đầu tư. Trong chỗ này thì cũng được, đất này thì cũng được, bà con đây thì cũng tốt. Và điều cái mình đi hơi xa, nó hơi cực. Nông dân địa phương quyết tâm bám nghề trồng hoa cúc do loại cây trồng này mang lại nguồn thu nhập ổn định. Mỗi sào hoa cúc có thể cho lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng. Thời gian trồng lại ngắn, chỉ mất 75 ngày. Trong khi thị trường tiêu thụ lại rất ổn định, hoa có thể trồng và xuất bán quanh năm. Khó khăn mà từ cái nghề bông này mình giàu là cái nguồn thu nhập kinh tế mình sắm nghề bông mình có xây ra xây vô. Dụ cái đây nghề đây là nửa tháng mình có tiền à, rằm mùng 1. Còn mấy cái nghề kia thì làm mấy cái đó mình không có chỗ thu mua, mình không có bán. Năm nay có khoảng 30 hộ nông dân phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đến thuê khoảng 20 hectare đất ở xã An Hải, huyện Ninh Phước để trồng hoa cúc, phục vụ thị trường Tết. Mỗi sào đất cho thuê có giá 3 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, người trồng hoa còn thuê hàng trăm lao động địa phương chăm sóc hoa với tiền công từ 140 đến 160 ngàn đồng mỗi ngày. Kinh nghiệm, kỹ thuật trồng hoa được người dân Mỹ Bình truyền đạt lại cho người dân xã An Hải. Sự hợp tác này giúp người dân Mỹ Bình duy trì nghề trồng hoa truyền thống, còn nông dân xã An Hải có thêm lựa chọn để phát triển cây trồng mới. Trong thời gian vừa qua là một số hộ ở Mỹ Bình, Phan Rang, Tháp Tràm xuống, một số thì họ thuê, thì một số thì họ mua, họ là trồng những cây cái như là rất là thu nhập rất là cao. Bởi vậy là đa số bà con ở đây cũng học hỏi rồi cái cách chăm sóc đó, rồi cái ví dụ như những cây bông này đó, những cây măng tây hoặc là những cây rau màu khác, nó thu nhập nó cao hơn. Hoa cúc Ninh Thuận được trồng trên cát trắng, cộng với nguồn nước ổn định nên cánh hoa có màu vàng sẫm, lâu tàn, được thị trường các tỉnh thành phía Nam ưa chuộng. Hoa cúc hiện được thương lái thu mua ổn định nên cả người trồng hoa lẫn người cho thuê đất đều rất phấn khởi. Những ngày này trên đồng đất mới, người trồng hoa Mỹ Bình lại tất bật trồng và chăm sóc hoa để kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Để người dân thuận lợi và mạnh dạn phản ánh những tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai tiếp nhận phản ánh thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156 kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Khi nhận được tin rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể phản ánh thông qua hai hình thức.
Hình thức 1, gửi tin nhắn miễn phí theo cú pháp với tin rác S dấu cách, số điện thoại, nguồn phát tán, dấu cách, nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656 với cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác. V dấu cách, số điện thoại, nguồn phát tán, dấu cách, nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656 với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. L giờ dấu cách, số điện thoại, nguồn phát tán, dấu cách, nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656. Hình thức 2, gọi tới đầu số 156 miễn phí để cung cấp thông tin về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu thực hiện cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trích dẫn một số nội dung có liên quan theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng của các nhà mạng. Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 tại công ty nhôm Lâm Đồng ở thị trấn Lộc Thắng. Với tình huống giả định xảy ra sự cố cháy trạm điện kết hợp tràn đổ hóa chất axit sulfuric tại nhà máy sản xuất alumina Tân Rai thuộc công ty nhôm Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng ứng phó khẩn cấp của công ty đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại chỗ. Cùng với đó, lãnh đạo công ty nhôm Lâm Đồng đã báo cáo sự việc lên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm để chỉ đạo các ngành chức năng của huyện nhanh chóng đến hiện trường để triển khai các bước ứng phó với sự cố. Đồng thời báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng ngừa sự cố hóa chất tỉnh, chỉ đạo lực lượng ứng phó sự cố hóa chất chuyên nghiệp của tỉnh khẩn trương đến hiện trường để triển khai các biện pháp phối hợp ứng phó xử lý sự cố, tiến hành cấp cứu người bị nạn, khắc phục xử lý sự cố hóa chất cũng như tiến hành các bước điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. Buổi diễn tập ứng phó xử lý sự cố hóa chất không chỉ nâng cao nhận thức và kiểm tra năng lực phối hợp hành động giữa các đơn vị, ngành chuyên môn và các doanh nghiệp trong công tác ứng phó với sự cố hóa chất, mà còn cụ thể hóa nội dung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo công tác an toàn trong sử dụng các loại hóa chất, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Lực lượng kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức tuần tra trên sông Phú Thọ và phát hiện nhiều xuồng máy sử dụng kích điện khai thác thủy sản. Lực lượng biên phòng đã phát hiện hai xuồng máy sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên sông Phú Thọ, đoạn giáp ranh với hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình luân lạch phức tạp, chủ phương tiện đã trốn thoát, để lại hiện trường hai xuồng máy và nhiều dụng cụ kích điện công suất lớn. Theo phản ánh của người dân, tình trạng dùng kích điện khai thác hải sản trên sông Phú Thọ diễn ra rầm rộ và kéo dài trong nhiều năm. Hành vi sử dụng kích điện khai thác hải sản để lại những hệ lụy khó lường. Ngoài tăng cường xử lý, đồn biên phòng Sa Kỳ thường xuyên tuyên truyền để người dân nói không với việc đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm thủy sản kích điện. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi gia súc có sừng đã giúp người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tỉnh Ninh Thuận tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và không ít người thoát nghèo, làm giàu nhờ chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, do người dân chăn nuôi thường thả rông, không chuồng trại nên đã gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người chăn nuôi. Tại huyện Thuận Bắc, việc chăn nuôi gia súc không làm chuồng trại rất phổ biến, nhất là ở vùng đồng bào Rắc Lai. Trước đây, đồng cỏ rộng nên người dân thường để trâu bò ở trên rẫy hoặc ngoài đồng. Tuy nhiên, sau nhiều vụ móc trộm trâu bò, để bảo vệ tài sản của mình, bà con đã đưa về nhà. Tình trạng nuôi trâu bò không chuồng trại ở thôn Bà Râu 1, Bà Râu 2 rất phổ biến. Tại các hộ chăn nuôi, rơm rạ thức ăn chất thải vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, phân trâu bò được người dân tập kết ngay sát nhà ở. Mỗi khi mưa, theo nước chảy ra đường, khiến môi trường khu dân cư ô nhiễm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Đối với địa bàn Lệ Hải thì trước đây là xã cũng đã có cái triển khai cái đề án là di dời gia súc ra ngoài khu dân cư rồi. Đó thì cũng đã triển khai rồi, cũng liên quan tới vì vấn đề này là xã cũng đã làm thí điểm đối với thôn Kiền 2 và cũng đã di dời ra cơ bản là ổn. Và cái mô hình này cũng được là tỉnh là hiện chọn làm để nhân rộng cho các cái địa bàn khác rồi. Mục tiêu của xã thì đương nhiên là sắp tới là lên đô thị rồi, năm nữa thì cái vấn đề này đặt ra thì chúng ta cũng phải rất là lớn. Đó thì làm sao làm đến cuối năm 2025 thì xã phải đạt được cái mục tiêu là đô thị loại 5 đó, để tiến tới là thị trấn Lệ Hải. Việc chăn nuôi trâu bò không chuồng trại, không có những giải pháp quản lý chất thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Bên cạnh đó, đàn gia súc cũng giảm sức đề kháng, tỷ lệ mắc bệnh cao và tăng các chi phí phòng trị bệnh, dẫn đến hiệu quả chăn nuôi không cao.
Do vậy, chính quyền địa phương còn có kế hoạch vận động người chăn nuôi nên di dời đàn trâu bò ra xa khu dân cư nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng cũng như giữ gìn vệ sinh và môi trường ở các khu dân cư. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời biên tập viên Khánh Hằng. Cảm ơn biên tập viên Quốc Hưng. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm vượt qua nghèo khó để làm gương cho người dân địa phương, anh Pi Lao Long, trưởng thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó, từ một hộ nghèo, đến nay gia đình anh Long không chỉ có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, mà anh còn giúp nhiều người trong thôn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trước đây, gia đình anh Long là hộ nghèo, gia đình có 8 sào trồng lúa nước, nhưng kinh tế gia đình cũng chỉ đủ ăn. Năm 2020, sau khi được bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đảng viên, anh Long đã nỗ lực tìm hiểu, học hỏi những mô hình phát triển kinh tế và tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng lúa, trồng cây ăn trái, hiện nay mỗi năm gia đình anh Long có thu nhập gần 100 triệu đồng và có điều kiện cho các con ăn học đàng hoàng. Không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, anh Long còn giúp nhiều gia đình trong thôn phát triển chăn nuôi khá hiệu quả. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng và vốn tích lũy của gia đình, anh Đàn Quang Duy đã đầu tư trồng hơn 3 sào cỏ và chăn nuôi 8 con bò theo hình thức nuôi nhốt, nhờ được anh Long hướng dẫn cách phòng dịch bệnh. Đàn bò của anh Duy phát triển nhanh và anh Duy vươn lên trở thành hộ khá. Anh Long là trưởng thôn, anh cũng có qua chia sẻ những cái kinh nghiệm và anh cũng có hỗ trợ những cái vật tư như là thuốc phòng bệnh, rồi vaccine đồ cho bò được gọi bị mang mầm bệnh rồi kháng thể, không bỏ ra thời gian nhiều để chăm sóc bò. Mình không có tốn thời gian nhiều, với mình con chăn nuôi bò mình có thể làm những việc khác. Ví dụ như mình có thể nuôi thêm gà, nuôi thêm vịt hay là mình làm nuôi thêm heo hay là mình làm cái công việc khác có phục vụ cái kinh tế của mình. Thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến hiện có 176 hộ, trong đó có 81 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Với vai trò là bí thư chi bộ, anh Long phân công các đảng viên trong chi bộ giúp đỡ những hộ nghèo trong thôn phát triển trồng trọt, chăn nuôi bằng cách cầm tay chỉ việc. Bản thân anh cũng thường xuyên đến từng nhà, động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Là một người đảng viên, nhất là giám sát tất cả người dân ở trên địa bàn thôn, thì để cho người dân ta để hiểu biết, chăm lo những cái học tập, mà làm theo những cái một số đảng viên đã từng làm, đã đi hàng đầu, thì để cho người dân ta để nắm bắt thông tin cụ thể. Trước đây thì hộ nghèo rất là nhiều ở trên địa bàn thôn, thì trong quá trình công tác tuyên truyền vận động người dân thì người dân cũng được hiểu biết và áp dụng được kỹ thuật để cho người dân, rồi và người dân hiện tại bây giờ là phát triển được những cái mà trước đây là hộ nghèo mà từ đây là vươn lên thoát nghèo. Nhờ chịu khó chăm chỉ làm việc, nhiều năm liền anh Long được bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Bắc Ái. Tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo của anh Bi Lao Long là tấm gương cho nhiều hộ dân ở địa phương học tập và làm theo. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta. Sau đây biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Bức tranh kinh tế xã hội của đất nước, lạc quan không chủ quan. Bài báo phân tích, qua 3/4 chặng đường, năm 2022, bức tranh kinh tế xã hội của đất nước đã thể hiện rõ những nét phục hồi và phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, qua nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đó, kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất ấn tượng tính đến hết tháng 10 năm 2022.
CPI tăng 2,89%, tương đương cùng kỳ các năm 2018 trở lại đây. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức trong thời gian tới được dự báo là rất lớn với nhiều yếu tố bất định khó lường. Trong bối cảnh đó, dù có thể hoàn toàn lạc quan với triển vọng phục hồi kinh tế, nhưng chúng ta không được thỏa mãn chủ quan. Các ngành địa phương cần triển khai có hiệu quả hơn nữa những giải pháp đề ra tại chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khai thác tối đa nội lực, bên cạnh việc huy động và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để tận dụng mọi cơ hội phát triển của đất nước. Góp ý vào dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề nghị đưa xe máy khỏi diện bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới. Thông tin được đăng tải trên tờ Vietnamnet. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm xe máy là 765 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp chỉ bồi thường cho các vụ tai nạn 45 tỷ đồng. Như vậy, nhìn về mặt tổng lợi ích cho xã hội, bảo hiểm bắt buộc với xe máy không đảm bảo nguyên tắc lợi ích lớn hơn chi phí. Do vậy, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới. Theo hướng loại trừ trường hợp xe máy, điều này không chỉ giúp giảm chi phí xã hội mà còn giúp các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có động lực thiết kế và cung cấp những sản phẩm bảo hiểm tốt hơn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mang lại lợi ích thực sự cho xã hội. Những tháng cuối năm được dự báo là thời điểm du lịch Việt Nam sẽ bước vào cao điểm đón khách quốc tế. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng không được như kỳ vọng, ngành du lịch đang đối mặt với thách thức trước mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022. Thông tin từ bài viết trên báo Đại đoàn kết cho hay, tính đến hết tháng 10 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019. Năm chưa xảy ra dịch COVID-19, nhìn qua có thể thấy, với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022, ngành du lịch sẽ phải tăng tốc mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu đề ra, theo các chuyên gia, việc du khách quay lại còn phụ thuộc vào các sản phẩm du lịch Việt Nam. Nếu Việt Nam có nhiều sản phẩm hấp dẫn về nghỉ dưỡng, du khách sẽ quay lại nhiều lần. Cùng với việc chú trọng chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, ngành du lịch còn phải đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hoạt động kinh doanh thuận lợi, phát triển nguồn nhân lực. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Chương mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm ẩm thực cơm gà Khánh Kỳ ở địa chỉ số 61 đường Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Người dân Phan Rang Ninh Thuận chắc hẳn không còn lạ lẫm gì đến quán cơm gà Khánh Kỳ phải không nào? Bởi đây được ưa chuộng vì cơm gà ngon,
và được chế biến gọn gàng sạch sẽ. Kế bên vì đây là chị Hiền, chủ quán Cơm Gà Khánh Kỳ. Dạ, xin chào chị. Chị ơi, cho em hỏi là quán mình là được bắt đầu bán từ khi nào và đóng cửa khi nào chị ha? Chị mở cửa lúc 6 giờ sáng và mình kết thúc đâu 9 giờ đêm. Chị ơi, cho em hỏi là để có một cơm gà ngon thì mình cần những chuẩn bị như thế nào ạ? Cái thứ nhất là về phòng cơm. Cơm thì còn cơm nước luộc gà và sau đó là cái cơm, cái hạt cơm mình lấy từ, nói chung là phải tinh ngon rồi mới ra được sản phẩm mà cho cái quý khách tin dùng. Trời ơi, em nghe cái mùi mà thì em thấy rất là thơm luôn á. Mà chị ơi, thường thường thì gà để giòn và dai á thì mình cần phải chuẩn bị như thế nào ạ? Cái khâu luộc gà thì mình cần cái con gà, thứ nhất là phải con gà thật ngon, con gà mà bắt từ cái nơi mà người ta thả vườn đó, không phải gà lai nha, phải gà thả vườn chính tông đó, rồi mình đem đi mình luộc. Và cái đầu luộc á, thì cái người luộc á, thì phải đúng luộc làm sao mà để cho nó vừa tầm, nó không phải bị bấy quá mà cũng không có phải là sống để mà khách ăn không hài lòng. Phải luộc phải chín tới thì gà nó mới ngon, cơm mới thơm, đúng không chị ha? Dạ. Chị ơi, nếu mà một dĩa cơm gà thì cần nhất là em thấy là cần nhất là nước chấm nè, món ăn kèm nè, thì cái đó mình chuẩn bị như ra sao vậy ha? Cái nước chấm thì đó, em như em thấy đó, em vừa nhìn đó là cái nước chấm của chị là 100% nước mắm nguyên chất. Tinh từ cá cơm đó, xong sau đó mình chế biến theo ớt với lại mà đường mình hòa quyện với nhau rồi nó mới ra được một cái sản phẩm. Ok, kế bên nước chấm thì em có thấy là có dưa chua ăn kèm rồi cái dưa chua thì mình lấy từ đâu chị ha? Dưa chua thì mình lấy thẳng ở trên Đà Lạt. Mình lên Đà Lạt đó mình bắt đầu mình lấy hàng bờ đó, mình bắt đầu mình hái, bắt đầu cái ngon nhất là cái cách pha chế đó, khi mà mình làm giấm. Nhưng mà cái nguyên liệu chính là giấm để cho cái nó lên men, mà giấm của chị là đặc biệt là giấm tươi từ lên men từ chuối với rượu nó lên men. Vì vậy là 100% đều là mình tự làm, đúng không chị hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Thật là thơm luôn á. Phải nói là rất là cực kỳ hấp dẫn luôn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, tại vì thưởng thức luôn ngay đây. Phải nói là cơm gà ở đây cực kỳ thơm, cơm thì thơm lẫn mùi nếp và mùi gừng và tỏi, thịt gà thì ngọt và dai. Và các bạn khi đến Ninh Thuận thì đừng quên ăn những món đặc sản ở đây nha, và đặc biệt là món cơm gà Phan Rang. Và bây giờ xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này kỳ sau. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Khánh Hằng và Quốc Hưng thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 11 năm 2022 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi ở ven biển, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi ngày nắng, chiều và tối có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều có mưa ở ven biển, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều có mưa rào vài nơi, chủ yếu ở ven biển, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi ngày nắng, chủ yếu không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.
Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.